Chương 10, câu 25 đến câu 37. Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạy lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy, và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, thật dễ trả lời nếu có ai hỏi: Ai là người thân của bạn? Bạn sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: Người thân của tôi là ông bà, cha mẹ, anh chị em và họ hàng của tôi. Câu trả lời rất đúng và chắc hẳn. Chúng ta cũng có cùng não trạng với người Do Thái. Còn Đức Giêsu trả lời như thế nào? Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu trả lời cho luật sĩ biết: Ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu không trả lời trực tiếp, mà người dùng dụ ngôn để cho chính họ trả lời: Ai là người thân cận của tôi? Người Do Thái xem người ngoại là kẻ thù. Những luật sĩ biết rõ luật trong sách Lê Vi là phải yêu người thân cận như chính mình. Họ chứng tỏ mình biết luật, nên họ cãi lý với Đức Giêsu và thử người xem ai là người thân cận. Kết cuộc, họ đã nhận ra câu trả lời mà chính họ cũng ngỡ ngàng: người thân cận là người tỏ lòng thương xót, là người ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ người khác trong lúc nguy khốn và không phân biệt giai cấp, màu da. Và từ nay, người thân của họ không chỉ là những anh chị em đồng đạo Do Thái, mà cả những người dân ngoại ngữ. Là Kitô hữu, hằng ngày chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha: Lạy Cha chúng con, chúng ta có cùng một Cha trên trời, thì tất nhiên mọi người là anh chị em, là người thân cận của chúng ta.
Vậy chúng ta có bao giờ làm ngơ trước những nhu cầu cần thiết của anh chị em mình? Chúng ta có tỏ lòng thương xót với anh chị em đang gặp khó khăn thiếu thốn? Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống quảng đại hơn trong việc giúp đỡ, chia sẻ với anh chị em của chúng con, nhất là những người nghèo khổ, đau yếu bệnh tật. Amen.